Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sự Chấm Gaming của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục cùng mình tự game ARK Survival Evo Mod Omega. Thì trong tập này chúng ta sẽ lại review tiếp tục thêm những cái con mới ở trong cái bản Omega Deck nha các bạn. Thì tập trước mình đã làm xong được cái con chuồn chuồn Alpha. Mình làm cho nó ở hai dạng lận, một cái là Endless và một dạng là Uniware. Thì mình thấy cái con này nó khá là mạnh. Con này tên là Mega Neura này đúng không? Đây. Con này sức mạnh thì phải nói là khá là khủng luôn. Cái yên Legendary của nó có thêm được cái kỹ năng mà phun ra cái gì đó. Kiểu giống phun lửa xanh gì đó. Cái chiêu này đam to cực kỳ luôn. Và nó giết cái con Enlet Varagon chắc trong vòng có mấy giây à. Mạnh vãi chưởng. Con này tập trước mình review hai dạng, một cái là Uniware và một cái là dạng Rub Nightmare. Test ở trong Rub thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn rồi, tại vì ở đây nó mang cho mình nhiều hệ nè và nó còn lên được nhiều bậc hơn nữa cơ. Mấy con Uniware thì nó cũng chỉ lên được tầm Ancient là cao nhất à, còn con này nó lên được Endless. Con này vẫn còn lên thêm được một cục xô nữa nhưng mà mình không có cho nó ăn. Tại vì khi mà cho nó ăn cái cục xô đó thì nó sẽ không không còn được sự kiểm soát của mình nữa mà nó có thêm biến thể uncontrollable rồi. Lúc đấy nó sẽ bay lung tung và mình không có cưỡi được nữa. Cho nên là mình chỉ up cho nó lên tới Endless Nightmare này thôi nhé các bạn. Bạn nào mà muốn cho nó thêm một tăng thêm sức mạnh cho nó nữa thì cho nó ăn thêm cái cục Zodiac thì nó sẽ thành Endless Shinfu Alpha Mega Neura. Từ chữ Nightmare nó sẽ nâng cấp lên thành chữ Shinfu, lúc đó là nó có thêm nguyên cái group ray luôn. Thì con này nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều nhưng mà mình ngừng thôi, tại đây đủ rồi. Sau này khi nào mà review đến cái con chuồn chuồn bình thường á, cái con đó nó có cái yên Legendary mà nó sẽ cho các bạn cưỡi những cái con nói chung là cưỡi được ở trong cái group raid à, lúc đó thì các bạn up cho nó lên Shinfu được, lúc đó mình vẫn còn cưỡi được nó và test skill. Chứ mà cái con này mà không được cưỡi nữa thì thấy nó cũng cũng buồn. Biết là nó mạnh hơn đấy nhưng mà không có đã, phải tự mình xài skill rồi với nó hấp dẫn hơn. Rồi vậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một cái con tiếp tục ở trong cái bảng kia, không biết là đến con gì ha. Con này không biết có mạnh hay không nữa, để mình xem coi. Sau con chuồn chuồn là đến con cá nè. Con cá này tên là Vin Diesel à. Hệ Gorgon và loot X8. Không có y Uniware. Con này mình cũng chả biết mạnh hay không nữa nhưng mà cứ build thử đi cho các bạn xem ha. Con này hình như mình nhớ mình có nè, Vin Diesel. Đây, ok. Để test thử con này cho các bạn xem coi có nó mạnh không. Vin Diesel man. Cái chữ Vin này mà nó đổi thành cái chữ Vin thì nó lại giống một diễn viên. Diễn viên ở trong loạt phim Fast and Furious nha. Ai cà trưởng thật. Mấy con này đam to không nhưng mà cứ test thử đi. Một cắn coi. 199.000 đam mà cũng không cao lắm. Không có kỹ năng đặc biệt. Có một cái đông đá nè là chiêu Gorgon đấy. Thì khi mà các bạn đông đá ở cái chiêu này thì cái lượng đam bạn gây vào cái con này hình như mình nhớ không nhầm là nó ít ba hay ít ba ít bốn gì đó nhờ. Gorgon là nằm trong mythical đúng không? Đây đây, khi mà mục tiêu bị đông đá thì các bạn đam vào nó sẽ ít ba lần đam nữa. Ok, mang con này đi nghịch thôi chứ phải chữa. Các bạn nhìn mình cửa trên lưng con cá kìa. Ảo thật đấy. Đấy. Giờ mình sẽ nâng cấp sức mạnh cho con này lên. Nó đang ở Omega với lại
Nó cần được lên Asian và ăn 100 Paragon. À, tí nữa cái con này nó không có yên Uniware thì chúng ta sẽ làm một cái yên kia xong rồi code cho nó thêm một biến thể nào đó. Nếu mà dimensional thì cũng được, tại vì cái con này nó bơi dưới nước thì mình cho nó lên bờ nó chơi luôn. Con này chắc là mình sẽ review nhanh để mà làm đến cái con tiếp theo. Hình như con cá này nó không có gì đặc biệt cả, không có yên, cũng sức mạnh nó cũng yếu nữa cơ. Nên mình sẽ làm con này lẻ thôi. Tầm này rồi Paragon thiếu gì nữa các bạn nhỉ? Cứ up full sức mạnh lên cho nó thôi. Ok, lên 100 Paragon, không nói nhiều. Sau cái con cá Alpha này là đến cái con Alpha Sapphire Ripper King. Mà cái con đó hình như mình chưa kiếm được đâu. Cái con này mới được cập nhật thêm mà mình sum ra từ mấy cái token đó. Chưa thấy cái con này, cho nên là chưa test được đâu. Sẽ bỏ qua cái con đó trong tập này và làm cái con sau, cái con Ripper King đấy. Bao giờ có thì mình sẽ làm, còn nếu không có thì bỏ qua luôn vậy. Thôi giờ test lại đam thử coi cái con này gây đam được bao nhiêu đây. Một cắn nè, ui 186 triệu đam cũng kê nhờ. Nó có đúng mỗi mỗi có một chiêu duy nhất là chiêu đông đá thôi đấy. Ô nhưng mà sao nó không bị đông đá nhờ, kỳ vậy. Đông đá mà cái con số 186 triệu đam này, để mình coi coi nó lên được bao nhiêu đây. Ít 3 lần đông đá nè, cắn một cái lên 560 triệu đam. Uầy, cao phết nhờ. Ok đấy. Rồi. Bây giờ sẽ imbu kiếm một cái yên. Yên yên để đâu ta? À đây. Amor. Yên chắc ghép cao cao đấy coi. Ok, con này không có yên thường thì mình cho nó cái yên này thôi. Bữa nào mình rảnh rảnh mình sẽ roll mấy cái yên này, chuẩn bị sẵn nhiều nhiều chút xíu. Để tiện cho cái việc mình test sức mạnh luôn. Cái yên này nó không có cho mình, nó cho tài bản vẽ nhưng mà nó chế được có một lần duy nhất nè các bạn, cho nên là cũng không ngon như là mấy cái yên thường. Mình khoái mấy cái yên thường hơn, tại vì mấy cái yên thường mình có thể chế ra được nhiều lần, còn yên này chế được có một cái lần đầu tiên. Nó có mấy cái start kia, mấy cái start imbu rồi mấy cái sau là nó mất luôn ạ. Cay vãi chưởng ra. Milidam. Kiếm Milidam cao cao một tí nào. 21 xuống 30.
8. Con này tí nữa nâng nâng cho nó lên kia, mình có cần gọi mấy thằng đệ mình qua nó kết búp frenzy giúp mình không ta, hay là cứ để nó bình thường đánh đủ rồi nhỉ? Con này tại vì nó có cái hệ loot đó, thành thử ra là nó trâu. Ôi, 90% ability damage. What the heck? Gì vậy trời? Cái khủng khiếp vậy. Hôm bữa cái milligram của mình là bao nhiêu phần trăm ta? 98 à, phải không ta? Mình không nhớ cái số milligram của mình bao nhiêu nữa, nhưng mà cái ability damage chưa cao đến mức này bao giờ đâu. Hôm bữa cái ability damage mình nhớ là khoảng 83. Bây giờ tải được mẹ 90% ability damage luôn nè. Quả nồi. Cái này mà nó mà vô được tay mấy cái con xài kỹ năng xài phép đồ thôi nhờ, nó mạnh điên luôn á. Nhưng mà tiếc quá, con cá này nó không xài, thành ra là mình bỏ qua thôi. Chứ con nào mà cần xài kỹ năng mà được cộng thêm 90% ability damage thì vãi cả nồi luôn á. Lại gần như được ít 2 đam rồi. Uầy, cái này cũng ngon rồi các bạn. 63% ability dam, xong rồi thêm 36% kia nữa. Oh my god. Thôi nhờ, chắc là gần được rồi đấy. Thôi. Rồi, bây giờ kết cái này thêm nó biến thể ở đây. Biến thể gì cũng chơi luôn nè. Một cái thôi, một cái duy nhất thôi. Rồi, ra biến thể warp à. Ờ, cũng được. Con cá này nó sẽ có cái skill giống như con Shadowman. Nó lướt 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 mà nó xoẹt một cái một cũng đam to đấy các bạn, đừng có giỡn. Thử đam cái biết liền nè. Bây giờ đánh lại coi, một 230 mấy đúng không, 253 đấy, các bạn thấy nó xoẹt không? 2 tỷ lần đây, gần 2 tỷ rưỡi đấy các bạn. Ui, mà cooldown còn nhanh cơ. Rồi, hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý, biến thẻ này hợp lý, ngon lành cành đào luôn. Bây giờ nè, lấy hai cái xong rồi mang nó xuống kia để đánh lấy hai cục sâu up cho nó lên Asian. Ok. Xuống dưới nước. Hồi nãy mình mới làm thêm một con Titan nữa. Con này mình up chay luôn nha các bạn. Cái con vát này chắc là mình sẽ cho nó về bên khu đấu trường kia đi. Hồi nãy mình làm thêm một con Atlas nữa. Ở đâu rồi ta? Ủa? Đâu rồi? Hay là mình chưa cho nó ăn tracker ta? Để mình làm thêm một con Atlas nữa. Ủa? Đâu rồi nhờ? Atlas. Ủa? Sao không thấy ta? Hay là mình thu nó vô cầu bà nó rồi? À đây nè. Ủa sao nãy không thấy nhờ? Vậy cung. Đứng lại. Đeo đá vô. Ây da, không kịp.
Ủa, các bạn thấy hai dân chơi làm tăng cơ không bác? Mình build thêm một con nữa. Nhưng mà không phải làm theo cách hồi nãy nha. Nếu mà làm theo cách hồi nãy thì các bạn chỉ được, các bạn sẽ gọi hai con nó lẫn lộn với nhau á. Còn cái này là mình build một cái con, mình cho nó kết hợp lai tạo từ con extinction với lại một cái con protector để cho nó ra con này đấy. Chứ không phải là thu nó vô cầu xong mà lấy đại nó ra từ cái bàn kia đâu. Làm theo cách đó nó hay bị lỗi cái lúc mà mình gọi ra lắm. Ví dụ mình bấm cái này đi, mình gọi con Atlas đi, mình bấm mình gọi con Best Tanker thì nó lại nhảy ra con này, và ngược lại gọi con này tớ thì nó lại chuyển sang con này, nó gọi lung tung hết trơn á. Cho nên là mình bỏ cái kiểu mà lấy kia rồi. Hồi trước chế tạo cái bản vẽ đấy, xong rồi nó gọi lung ta lung tung luôn, rồi nhảy mọi chỗ luôn mà. Đấy, có con này đứng dưới đây làm tăng cơ giúp mình ngon luôn nữa bạn. Hợp lý phết. Ủa? Sao nó lại có gọi con bé tăng cơ quá nhờ? Ơ ừ. Hai cái con này nó bị lỗi rồi, do là mình lai tạo từ cùng một cặp luôn, cho nên là nó bị lỗi cái gọi. Ôi giời ơi nè, hay giờ mình bấm mình gọi cái con Asian Atlas nè, tại vì hai con chỉ số y chang nhau luôn. Con này gọi, bấm gọi con Best Tanker thì nó cũng vậy. Hồi nãy mình ngu là mình cho nó lai tạo từ một cặp bố mẹ y chang nhau, kiểu lai tạo hai lần ấy. Bây giờ nó gọi sai luôn rồi nè. Đấy, mình gọi con nào thì nó cũng ra con này cả. À đù, khó chịu vậy. Ôi giời ơi, nãy quên chắc cái chỉ số góc rồi. Hơi ngu người tí. Cái thằng cơ này cho nó về lại đây đi chứ. Con này để mình thu nó vô cầu đi. Có bơi cái gì hết trơn á. Bây giờ là cho nó đứng chết ở đây luôn, không cho nó đi đâu nữa. Cái cột của mình đâu rồi nhỉ? Mình nhớ mình có ghi một cái cột ở đây mà. Giờ gọi con phin ủa à con kia mình chưa cho nó cái tracker. Cần à, thôi để mình gọi cho chắc kèo, gọi thêm hai con thôi, không cần con heo đâu. Một con parasol giúp búp khớt nè, với lại một con búp đam nữa là ok.
bơi phải cái trưởng. Rồi đặt trứng ra. Trứng, hai trứng. Dứt đi, alpha, alpha cá. Con này làm tăng cơ rồi đâu sợ đâu. Đánh xong con hệ lút là được đóng đồ luôn. Mấy con hệ lút đó là phải đợi nó rớt ra cái cục element xích nẹt đó, lúc đó nó bị bỏ đi cái hiệu ứng giảm đam từ cái hệ lút đi. Lúc đó mấy cái con này nó đam vô mới đã. Ôi. Ấy bà rồi. Uống nhau 800 hiệp, con kia tên gì vậy? Cất. Vin Diesel đâu? Đúng đây. Uống nhau như đây mà. Em đó. Ơi. Cút luôn. Ủa rồi, tôi đi rồi lại bơi ra rong nữa rồi. Ủa, trên kia là cái gì vậy? Ôi, mấy dân chơi này đi đâu tích lên đây vậy trời? Thả lông bông ra. Chỗ này bữa mình đánh cái con boss gì đó. Còn cái con boss land of gì đây nè. Con ở dưới biển á. Con nó đánh được cái cục God of Destruction. Ở đâu? Đánh được cái cục land of the sea chứ. Con nó như biển là sea, đúng rồi. Còn land với lại sky thì đánh dễ, còn sea là hơi cực. Con đó bắt buộc các bạn phải có một cái con thú tem ở dưới nước và nó mang trong mình hệ utility á, thì lúc đó các bạn mới đánh được cái con sea kia. Khó vẫy cái trưởng ra. Phát này nữa là xong, mà chúng ta test đam rồi mình chuyển sang mình review con mới. Anh nó con. Triệu. Xài skill vô. Ô mình không thấy nó xài chiêu quát ta. Chiêu quát nó giật rồi, nó giật cả đóng đam vậy chứ. Đấy nó xét cái một đam to liền kìa, 1.7 tỷ chứ. Tôi bắt đầu giật xoẹt cái một chiếc queo luôn mà. Được chứ bộ.
Con này hơi 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 ngu một cái là mình khi mà mình cưỡi lúc đó mình mới xài skill được, con nó không tự xài cái skill warp kia nè. Ngu học phải trưởng ra. Rồi, maximum rồi. Ok. Giờ về thôi. Quên 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 tí nữa cút rồi. Nhìn cái con này thường thường thôi vậy mà đam nó ít ít có 8 mà con này cũng được tỷ đam các bạn, quá chưởng được hết nhờ. Mấy cái này mình bút đam cũng không cao quá đâu, bình thường mặc định game mà hình như là không không chấm mấy, 0.2 hay là không chấm bao nhiêu mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà mình chỉnh cái lượng đam ở trong cái server của mình đã lên 0.4 thôi, nó gần gấp đôi à. Bây giờ đánh thường phát cho 1,2 tỷ, vì hầu như series nào của mình cũng để như vậy. Hồi trước mình còn để 1 chấm cơ, bây giờ giảm xuống còn 0.4 rồi, mỗi lần lên một cấp. Chứ hồi trước còn để 1 chấm nó đam khủng lắm. Bây giờ xẹt cái ui 37 tỷ. Hình như là bị đông đá cho nên nó mới đam cao nha các bạn. Đúng không? Không bị đông đá nó còn có 12 tỷ tư à. Ấy mà xẹt cái nào cái đấy chất lượng vãi chưởng ra. Rồi, cũng ngon đây, cũng ngon đấy. Rồi, xong. Vin Diesel. Giờ tiếp tục coi đến cái con gì nhỉ? Vin Diesel xong rồi nè. Đến con Alpha Sapphire Ripper King. Con này hồi nãy mình cũng đã nói rồi là mình chưa có kiếm được, cho nên là sẽ tạm thời bỏ qua con này nha. Tiếp đến là con Alpha Raptor. Ok. Con này tên là Doomsday. Con này hồi trước trước mình làm với ta hình như chưa thì phải, chưa chưa làm về con này. Thôi bây giờ mình sẽ test thử luôn con này, hệ Colossus và Stalker nhân 32 lần chỉ số nè, có in Legendary luôn. Cái yên của con này thì để mình coi coi, tăng 200% mili đam nè, tăng 100% cái tầm đánh, giảm 25% thời gian hồi chiêu. Thời gian hồi chiêu chắc là hai cái chiêu Colossus với lại Stalker rồi hết. Rồi thêm biến thể Element, ôi thêm biến thể Element cũng ngon nhờ. Cái Element này của mình là có con Atlas, là nó có cái yên nó cũng được thêm biến thể element, là khi mà bị đánh thì nó sẽ rớt ra cái cục element đó và gây cho cái con boss, cái con bị dính phải cái cục đó là hiệu ứng element signet, giảm giáp của con nó đi và mình đam nó vào ít lên cao cực kỳ luôn, mình cũng không không biết chính xác là đam bao nhiêu nữa nhưng mà cao lắm, hình như là phải 100 lần á. Bạn nào rành về cái các bạn có thể xem ở cái này đi, các bạn tính thử giúp mình coi cái lượng đam nó ghi ra là bao nhiêu vậy. Thai nè, thai nhân 10, cái này là shot chain là tỷ lệ rớt à đúng không, mình không biết nữa. Đam chicken. Ồ, khi mà nó dính hiệu ứng debuff này thì cái gì mà stack 100 ít này là cái gì ra mình không biết nữa. Vì khi mà nó dính này vô là mấy cái con quái của mình nó đam vô là nó nhảy lên mấy nghìn tỷ à, vãi cả chưởng. Bình thường một con nó đánh khoảng tầm vài chục tỷ nhưng mà bị dính element signet vô là nó quánh một cái một là phải tầm nghìn tỷ đam. Sợ thật. Rồi, bây giờ đến cái con Alpha Raptor, con này tên là Doomsday à. Ok, để coi coi có con Doomsday không đã. Doomsday. Có một con Doomsday nè.
Ôi, có các bạn ơi, có đúng một con duy nhất luôn, vãi cả chưởng. Hồi trước mình nhớ mình spawn cái con này. Ô. Cái con đương đây à, con này là alpha thành ra nó cũng hiếm vãi, khó kiếm phết đấy. Con này ở dạng Uniware nữa, còn mà kiếm mấy cái con bình thường alpha raptor thì nó dễ. Còn con này alpha cho nên là kiếm hơi khó nha. Con này mình kiếm được từ hồi nào mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà nó basic là các bạn biết là nó lâu lắm rồi. Mà level có 252 à, chỉ số hơi thấp. Rồi, test thử đam con này tí coi. Con này là Alpha Raptor nhưng mà chắc là nó mang được cái yên Alpha bình thường nè, để test thử đam trước. Ôi. Các bạn nhìn nè, tự nhiên mình leo lên lưng con này cái mình cũng biến thành to, xong rồi con combi nó cũng to vãi cả chưởng ra nè. What? Ê. Ảo nhờ. Mình được biến to y chang luôn nữa bạn. Wow. Hấp dẫn. Đánh thường coi. 24.000 đam, chuột phải. Bập. 12.000, xong rồi chiêu ít. Đấy, đây là chiêu Colossus nha. 31.000 đam. Rồi chiêu chiêu C là hồi nãy là cái gì ta? À, chiêu C là Stalker tàng hình, sau đó mình đánh là hít thường nè. Là nó được crit dam lên 122.000, từ 24.000 mà lên 120 mấy nghìn đấy. Ok. Rồi. Alpha Raptor. Ok, xem đang bao nhiêu rồi ta. 1 triệu 2 thì phải. 613 siêu ít. 1 triệu 3 tàng hình. Đánh phát 1 6 triệu 1. Ok, rồi up lên. Máu nè. Đam nè. Rồi thử cái đam có bao nhiêu đây. Một đánh 11 triệu 3. Thì khỏa chắc giảm nữa đi nè, còn 5 triệu 6. Con này cào thì nó không có cái hiệu ứng gì nhờ, nhưng mà con này chuyên về melee dam. Hồi nãy cái yên là để được tăng rồi. Cái coi 12 triệu dam. Tàng hình. Đánh một cái 1 56 triệu. Từ 11 triệu mà lên 56 triệu cũng cao phết đó các bạn nhờ. Chạy khá là nhanh. Được đấy. Mà con này mình à đam hiện tại mình chưa cho nó ăn Paragon là nó hơi thấp, nó có 7 triệu 6 à. Bây giờ mình sẽ bắp cho nó thêm 100 Paragon nữa. Lúc đấy là tí nữa nó chiến đấu với lại con Omega Omega Yên á. Cái con này thì, cái Yên thì nó lại tên là Agent 47 à. Mình cũng không biết cái đó có nghĩa là cái gì nữa. Nhưng mà cấp bậc Omega thì nó cũng khá là khỏe đấy, máu với lại đam sẽ được nhân lên rất nhiều. Mấy con basic mỗi lần gõ ra thì nó cũng chỉ tương đương với là cái con gì đó, cái con làm ra từ cái token đó để mà up lên godlike mấy con Uniware nè, đó thì máu nó cũng tương đương nếu như mà các bạn đánh ở dạng basic. Còn mà Omega thì nó sẽ nhân lên khoảng tầm mấy chục lần nữa. Lúc đấy là cái con mà các bạn muốn lấy yên nó sẽ cực kỳ khỏe. Bởi là mình cho nó ăn 100 Paragon cho nên là mình mới đánh cái con ở dạng Omega cho nó xứng tầm, chứ mà đánh ở Basic thì nó không cân xứng gì hết trơn cả. Ăn Paragon một đống vô xong đánh Basic rồi mà được cái yên 25 giáp à. Quá bèo, đánh là phải rớt ra cái yên hơn 100 giáp luôn mới đã. Mình chỉ cần về mình imbu cái dòng stat melee dam cho nó thôi. Không cần phải nâng cấp nhờ cái bàn kia nữa. Nhiều khi là mình muốn loại bỏ cái bàn
PlayStation ra đi luôn á. Nhưng mà đôi lúc có mấy cái yên mà mình imbu được giọng ngon á, mình phải tạo ra bản vẽ để mà còn imbu roll mấy cái code yên cho nó thêm được mấy cái biến thể xịn xịn đó. Chứ nhiều khi mà không có cái bản vẽ cái là chế cái một được cái milidam thật cao xong rồi ra cái biến thể của bắp cái là vứt bả luôn à. Tại vì muốn kiếm mấy cái yên như kiểu có biến thể lethal á khó cực kỳ luôn. Cho nên là mình bắt buộc phải giữ lại cái bản mod Upgrade Station. Rồi má chạy nhanh dữ vậy. Con này bao nhiêu sở biết vậy, chạy vái cả bìu 225 mà nó chạy kìa. Oh man. Kiểu nó chạy mà bị lắc luôn á. Đánh là có bao nhiêu đam đây. Ui, đánh phá một 1 tỷ 1. Nhảy cái một nè. 575 triệu. Rồi bây giờ nổ cái coi. 1 tỷ rưỡi tàn hình. Hồi nó đánh là 1 tỷ đúng không? Bây giờ đánh cái nữa nè. Bẹp. 5 tỷ 7. 5 tỷ 7 đam, 1 tỷ 1 lên 5 tỷ 7. Ok. Rồi máu đam úp rồi đúng không? Ủa, con này còn chưa lên 1 tỷ đam nữa nè, tí nữa. Tí nữa úp lên Godlike lên Uniware lúc đấy thì lên thôi. Ở trước mắt là mình up cho nó lên Ascend trước. Ascend đúng không? Sau đó mới lấy yên. Cầm theo 7 cái nữa. Hai cái chế ra cái token này. Ừ, để mà chắc cú thì mình sẽ thu nó vô quả cầu trước. Để mất công tí nữa có nghịch cái gì đó mà nó chết thì mình còn lấy lại con mới. Trích lõ, trích lõ. Rồi, ok. Bây giờ cầm qua kia thôi. Đi cái này đi. Cái mề đai bây giờ khỏe rồi, mình có hai cái mề đai xịn lận, hai bộ luôn. Mấy cái mề đai mà kiểu Uniware các bạn thì nó chỉ cho các bạn được nói chung là cũng cho một bộ đấy nhưng mà nó sẽ mà tùm lum món hết trơn á, không phải là đồng nhất như là cái mề đai Legendary đâu. Thì cái mề đai này là mình đang xài là có nguyên một cái set Eclipse luôn. Thì cái set này nó sẽ cho các bạn xài được cái rìu khớt vào ban ngày. Đó. Còn cái mề đai này thì nó là nguyên một cái set sunscreen luôn. Khi nào mà mình xuống dưới nước thì mình sẽ mang mang cái huy chương này vô. Hoặc nếu là cần mình búp lên tới 5 cái khớt á, con parasol mình khớt 3 cái rồi mình mang cái này vào xong mình dùng cái giáo của mình chọt thêm 2 khớt vô nữa thì nó sẽ lên 5. Đấy. Rồi. Dòng lên. Gọi con này về đi. Để không mất đam nữa. Tí nữa cho các bạn đoán thử coi khi mà nó đánh lấy cái yên thì mất bao nhiêu giây để nó giết được cái con kia đây. Đấy, mình nghĩ chắc nhanh thôi. Được búp frenzy, được búp khớt các kiểu mà không đánh nhanh mới là lạ. Trời ơi, mình còn chưa búp frenzy nào luôn á trời. Nó làm một cái oành, một cái 1 tỷ mấy đam, nó mổ thêm cái nữa chết rồi. Để nhanh thế.
con này đúng chiến luôn á, bay vô là dứt liền à. Ok, đừng đầy gót. Bon bon bon. Rồi, 28. Wow, con này cào nhanh lắm các bạn ơi. Ui. Thấy nó cào liên tục luôn không? Cào đúng nhanh luôn á. Oh man. Rồi, lên action. Rồi, qua đây thử test đam coi nó gây bao nhiêu cuồng chạy kìa. Ôi giời. À, cái đàn chuồng chuồng của mình nè. Hôm bữa là gọi cả đống đây ra để mà test đam ở cái tập trước nè. Bác cả nồi, mấy chân chơi đứng đây. Thử đam coi. Đánh lại coi. Ui. Cái lượng đam bây giờ khi mà lên action là nó bằng những cái đam mình stalker xong rồi mình đánh phát nè. Ok. Nhảy cái 1-2 tỷ mấy. Rồi, bấm ít cái 1 nè. Quá dữ, tàng hình, xong rồi đánh lại hết thường coi. Một mổ. Ui. 28 tỷ 7. Gì à? Kinh vậy. Quay này vẫn chưa nha à, bây giờ đến tiếp tục nè và đánh lấy yên mà đánh sẽ nhanh thôi bạn đừng lo. Dăm ba mấy cái con này lấy yên dễ ợt à, chấp omega mày luôn á, quất luôn nè. Đó lấy cái yên agent 47. Được nhẹ lương cao đứng đây thú ba frenzy cho nó thôi là nó sực à. Rồi agent 47 hết summon từ để bắt siêu đi nó. Đại sĩ 144 tỷ máu ha. Rồi neutral lên giúp. 2 tỷ 3 tỷ 8. Các bạn thấy nó mổ nhanh không? Wow, nhanh quá cả chị. Trời ơi. Xin nhá. Wow, cái con này tự nhiên mang con này mang yên vô tự nhiên là nó có biến thể element, thành thử ra là nó đập sát nó được element dust chứ lại element shark nè, what the heck. Wow, được cái yên 123 giáp luôn, ngon. Quá tuyệt vời. Giờ về Imbu để kiếm Millidam. Và nó cho nó thử sức với lại mấy cái con Enlet Paragon nữa, coi nó giết được nhanh không. Mấy cái này đi. Cái này là tăng 200 miligam rồi, tí nữa kiếm thêm mấy chục phần trăm miligam nữa để nó khỏe ngay thôi. Cho xin một cái kỷ lục imbu được miligam cao hơn nữa đi nhờ. Cho hơn 100% phá đạo kỷ lục mới rồi. Hôm bữa có 90 mấy% mà vẫn chưa cao nhất. Tầm này là phải cho hơn 100% á, lúc đấy khoe với các bạn. Imbu đỉnh vãi nồi.
Tèo 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 cứ quay cái này được 800 mấy giáp luôn kìa. Cái số giáp đó mà cho mấy cái con làm tăng cơ mới đã. Mì lì đàm. Con này tẩy tốn có 6 mỗi lần à, rẻ bèo rồi trời. Vuông que fragment 46% milidan nè. Uầy, cũng được phết đấy chứ. Nhưng mà mình vẫn chưa ân đâu, chắc là phải kiếm thêm tí nữa. Cho 50% đi. Tham lam tí được không? 200 xong rồi thêm 50% nữa cho lên 250 đi. 68% ability damage à, what the heck. Tại sao không phải là melee? Lấy AB chi đâu? AB thì nó cũng chỉ tăng cái đam cho cái skill Colossus thôi. Còn mà con này đam chủ yếu vẫn là đam tay. Các bạn thấy nó cào quá trời cào không? 30 giây mới hồi được cái chiêu kia một lần. Lẽ ngồi xài phát xong mình ngồi đợi. Theo đó phải đánh tay liên tục. Được cái hit đầu rồi mình tàng hình xong rồi mình cào một cái một rồi nó crit lên cao vái cả trưởng ra. Tí nữa mình thử coi búp ba frenzy này xong rồi tàng hình cái một xong rồi mổ một cái một coi xem được bao nhiêu đam. Mili đam đâu rồi? Bốn mươi sáu phần trăm chê xong bây giờ không thấy mili đam nữa đâu luôn á trời. Cày thế nhờ. Thôi bây giờ cho xin 40% cũng lấy luôn á. Please. Là 40% miligram thôi cũng lấy luôn. Ba mươi à. Đây rồi, 45%. Thôi ngừng được rồi. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Rồi, Enlet Paragon. Enlet Paragon thì một rổ. Siêu chiến binh Doomsday của mình. Ta-da. Thế biến thể element vô là con này nhiều khi nó tự đánh nữa, tự rớt ra element sau đó nó quánh đau à. Mặc dù mình được cái con para con titan của mình này nó làm tăng nó rớt ra element rồi, mà cái con này nếu như mà không có cái con titan này nó rớt ra thì con này bản thân nó cũng có thể tự rớt ra được con titan đó luôn. Mình sẽ test với một con Paragon trước đi. Xem nó đánh vô bao lâu đây. Tới đi.
Ôi, bị dính xích nẹt rồi. Rồi. Đam đây, một cắn 32 tỷ đam. Ok nha, 32 tỷ đam. Rồi, chơi đi cu, cho nó tự đánh đi. Xem nó cài cho mình bao lâu đây. Nhanh lại cho trưởng ra các bạn nhờ. Rồi. Ô bị xích nẹt kìa. Ui xích nẹt lên ra mà không. Chưa ta xích nẹt nè. Thấy chua. Uầy, mình đỡ nó xích nẹt xong rồi được búp ba frenzy, mình bấm chiêu stalker tàng hình xong mình mổ cái một lên 970 mấy triệu đam á. Wow, khủng khiếp. Đây là sức mạnh khi mà có cái biến thể element. Chỉ cần mà bị xích nẹt một cái một là cái lượng đam của nó gây ra. Ôi, cái đam hồi nãy nó gần bằng cái số máu luôn thì phải. Mình nhớ không nhầm là 971 triệu đam đúng không ta? Hình như là vậy đấy. Wow, đam khủng thực sự. Bây giờ đánh thường là coi một hit nè. 16 tỷ 6 chục phải 8 tỷ 3 chiêu ít nè 19 tỷ. Bây giờ tàng hình mà chưa được búp nha. Xem mình mổ cái bao nhiêu đam đây. Một cắn 83 tỷ. Đợi một xíu để nó cooldown nè. Bây giờ mình thêm cái ba cái búp frenzy nữa thử đi. Xem nó lên được bao nhiêu đam. Cái thời gian cooldown chiêu của nó nhanh được giảm 25% nè. Đó, rất là ngon. Tiền vãi nhờ. Ôi, được cái găng tay Midas luôn nè, đã quá vậy. Ôi, đi săn mấy con này thỉnh thoảng nó sẽ cho các bạn được cái huy chương mà có full set Midas luôn á, legendary, cái đó gọi là cực kỳ hiếm. Hiếm vãi cả nồi ra. Rồi thử coi. Rồi. Cắn một cái một. Wow. 446 tỷ đam. Wow. Khủng khiếp chưa? Búp ba frenzy. Ố mình thử coi. Búp frenzy nhưng mà mình tàng hình xong mình xài chuột khỏa đi, không phải xài chuột trái nữa. Thôi nè, thử chuột khỏa nè. Đẹp. Ôi nó cũng cao thật các bạn. Có cao nha. Nhưng mà chuột trái nó cao hơn, nó tới 446 tỷ lần, còn chuột khỏa nó có 220 mấy tỷ thôi. À, vẫn đánh giá cao là cái hit chuột trái hơn. Con này đánh nhanh vãi nồi ra. Quá tuyệt vời. Agent 47. Yes sir. Cái con này cái chỉ số gốc của nó hơi thấp thôi. Chứ nếu mà cái con Doomsday này á, mà mặc định của nó khi mà mình tem xong, chỉ số gốc mà hơn 100 điểm ha, máu mà hơn 100 điểm ha, thì chắc chắn là cái ngưỡng máu và cái lượng đam mình nó còn khủng hơn nữa. Chứ nó không phải ở cái con số hiện tại đâu. Cho mình bắt cái con này hồi trước có level 252 à, nhưng mà build được tới cái ngưỡng này là thấy đam nó khỏe vãi nồ rồi. Cái con Enlet hồi nãy bị dính nẹt được búp đam đầy đủ vô, nó dứt một cái búp gần 1.000 tỷ đam luôn mà các bạn. Giỡn đâu, khỏe vãi nồi. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip này tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nha.
Nếu như mà bạn nào thấy hay ủng hộ mình tiếp tục series này thì các bạn nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và mát lạnh. Hẹn lại các bạn ở tập sau. Bye bye.